cạn rồi hết tất luôn. Còn một chút nước. Ăn rồi, lỡ rồi. Lỡ rồi, lỡ rồi. Rồi. Mình chào tất cả các bạn nhé. Được kênh hôm nay xuống thấp các bạn. Đây, được xuống thấp này. Xuống gần cạn luôn các bạn nhé. Mình đang xuống luôn. Đây, bắt tân cục cá các bạn này. Mình quay cho mọi người xem nhé. Đấy, được xuống rất là thấp. Mình được can thất. Hình như vẫn đứng nước xuống hay. Ngon rồi chết. Đó. Lối thì đấy. Tóc đua nó bới về cũng chết rồi. Được càng ngày càng cạn đấy. Xuống nhánh mà lên nhánh này. Nó to. Cùng nhỏ.
Mặt kéo lên luôn. Kéo đầm mạnh. Nào, có lẽ khi môn dư mới trồ vậy. Thật. Khi môn dư mới trồ môi vậy kéo khiếp. Lỗ mân nhưng cá mà đi đi cái điểm đấy mình đi chầm chầm thì hay gặp các bà cái đi chầm chầm một tí ấy. Nè, các bà không ăn tí mà các bà không ăn đâu. Chó này nó đi đi. Ôi, khiếp chưa? Ôi. Trời ơi. Được xuống cạn loài đất các bạn, loài đất hết rồi. Xuống cạn loài hết đất luôn. Đây còn một chút nước. Ăn rồi, lỗ rồi. Lỗ rồi, lỗ rồi. Rồi. Mưa nhỏ lắm nha anh ơi.
lên mảnh quá, chừng tháo rồi. Chừng tháo rồi, chừng tháo rồi. Được xong hôm nay xuống thấp các bạn ạ. Lòi đất lên rồi này. Cạn hết kênh rồi. Này video mình xem câu cá một chút các bạn nhé. Đấy. Các bạn xem thấy hay thì like đăng ký chia sẻ ủng hộ mình nhé. Thằng Lê Vlog Chuyên Sống Hà Tĩnh. Mình chào các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.